Trước những diễn biến mới của COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch ở các bến xe, nhà ga cũng như là trên phương tiện công cộng. Tất cả phải bảo đảm phòng dịch theo thông điệp 5K, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Các đơn vị bến xe, nhà ga thường xuyên tuyên truyền phát thông báo, khuyến cáo hành khách, người dân luôn đeo khẩu trang. Tài xế xe buýt, xe khách luôn nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định phòng dịch. Những trường hợp không tuân thủ sẽ bị xử lý nghiêm. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, giám sát và chấn chỉnh các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, đến trưa ngày 2 tháng 12, trên địa bàn đã phát hiện 4 ca nhiễm COVID-19.